Đây là ban thần tài đầu tiên của phủ trong tháng 8, ngày mùng 9 tháng 8. Mình đi làm ban thần tài cho gia chủ tại gia. Và xin phép anh em, những đồ thờ cung cấp của phủ đều có tất cả các linh kiện, phụ kiện, và muốn trang trí tất cả các thiết kế, mẫu thiết kế ban thờ phủ đã được bày biện và đầy đủ hết các mẫu. Và trực tiếp thì ai có nhu cầu muốn đặt ban thần tài thì liên hệ cho phủ Đức qua số điện thoại là 037 4375 999, phủ Đại Gia. Đây là mẫu ban thần tài đầu tiên của phủ được cung cấp trong tháng mới và đã được mở cửa hoạt động trở lại. Và bắt đầu từ ngày mai là công việc là chốt đơn cho tất cả các đơn hàng. Những gian thờ của phủ thì xin mọi người là ai có nhu cầu mua hay kinh doanh hay là muốn thờ tại gia thì xin phép các bạn có thể liên hệ trực tiếp về phủ qua số điện thoại 037 4375 999. Số tài khoản phủ Đức là Nguyễn Hoài Đức, mã số tài khoản là 10700226 5853, Vietinbank chi nhánh ở Hải Phòng. Một số tài khoản duy nhất, không có số tài khoản thứ hai. Tất cả những bày biện, những đồ đây là đồ phong thủy, đồ thờ, đồ cúng, kỷ hỷ, bát hương, kệ, bàn thờ, tượng, tất cả lọ lục bình hoa, tất cả bố trí trang trí của toàn bộ gian thờ đều là do phủ cung cấp. Ai có nhu cầu thì liên hệ cho phủ Nam Đức nhé. Mình là trực tiếp, mình làm những các ban của các ngài. Cây thuốc mà ngự mà khi hô thỉnh thì là trong quá trình đầu tiên thì cây thuốc sẽ dựng đứng lên, hút rất là nhanh, chưa đến phút thôi. Đấy, cây thuốc hút rất là nhanh đấy các bạn. Đó, cây thuốc này một chút nó sẽ dựng đứng lên là đạt tiêu chuẩn. Những việc này cho những người dân kinh doanh buôn bán, cho những người mà mở cửa hàng kinh doanh buôn bán và những người làm mảng của xã hội, mảng đỏ đen thì đều là sử dụng. Người ta có thờ có khiêng, có kiêng có lành, có tín có tâm có tầm để sự ảnh hưởng. Và những thiết kế này, mẫu thiết kế này là của phủ cung cấp thì liên hệ cho phủ qua số điện thoại, và có thể trực tiếp là các bạn đến tận nơi, là địa chỉ ở số 1 đường Hàn Nghi, sông Cầu Giào, thành phố Hải Phòng. Phủ Nam Đức là có cung cấp các đồ thờ, có hệ thống máy CNC, xưởng mộc, xưởng gỗ, xưởng thời trang, cung cấp tất cả các mẫu thờ, đơn thờ cho tất cả bà con mọi người nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho phủ. Và cũng đang phát triển đặt hàng online cho mọi người thiết kế, tự thiết kế các mẫu thờ. Mình đã bỏ tất cả các kiến trúc cũ mà thay đổi kiến trúc mới để thờ nó gọn, sạch và văn minh hơn, không như ngày xưa nữa. Ngày trước nó như ban cũ là giả lỗi thời, mình sẽ thay đổi hết một kiến trúc mình phẳng, gọn, xúc tích, làm rất là sạch sẽ và gọn gàng. Lưu ý là rất nhiều các Facebook phát các video xin tiền, kêu gọi, lừa đảo. Thì trong tất cả các video các bạn chat với tất cả các mọi người cũng tự giận là Trạng hay là Phủ Nam Đức, thì các bạn nhớ gọi video, đối tượng nó không mở video ra, cứ 5 lần 7 lượt mà trốn tránh là đối tượng lừa đảo. Các bạn phải bắt gọi video nhé. Và số tài khoản Phủ Nam Đức là một số tài khoản duy nhất. Mình cung cấp tất cả các đồ thờ, gian thờ và thiết kế tất cả các kiến trúc xây dựng nhà, đình, chùa, miếu mạo. Và cung cấp tất cả vật tư cát, đá, xi măng, vật tư, vật liệu. Và làm nhôm kính, làm khẩu trang, và làm sắt, và làm kiến trúc, và tư vấn tất cả các thủ tục giấy tờ cho các bạn. Bởi vì hiện giờ là văn phòng của Phủ Nam Đức đã được hoạt động trở lại. Vì Hải Phòng là ngày hôm nay ngày 9 tháng 8 năm 2021 âm lịch là đã được mở cửa hoạt động trở lại. Thôi chào anh em, ai có nhu cầu thì liên hệ cho Phủ nhé.